Kính thưa quý vị, cá ngừ là loại nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến đồ hộp. Do sản lượng khai thác nói chung trên thế giới đang có xu hướng giảm dần, nên có giai đoạn đã gây nên những biến động lớn về giá nguyên liệu và giá sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trên thế giới. Thông tin phấn khởi mà chương trình vừa ghi nhận được là theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cá ngừ vào thị trường Mỹ tăng liên tục. Tổng nhập khẩu cá ngừ của nước này 10 tháng đầu năm 2019 đạt gần 200.000 tấn với trị giá hơn 1,3 tỷ USD. Điều này cho thấy cá ngừ Việt Nam đang rộng đường vào thị trường Mỹ, mở ra một hướng phát triển đầy tiềm năng. Indonesia, Việt Nam và Philippines hiện là ba nguồn cung cá ngừ tươi sống và đông lạnh lớn nhất cho thị trường Mỹ. Năm nay thì phần của Việt Nam tại phân khúc cá ngừ tươi sống và đông lạnh bất ngờ tăng đột biến, từ 16% năm 2018 tăng lên 22% vào năm 2019. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ tươi sống và đông lạnh của Việt Nam hiện cao hơn so với Indonesia và Philippines, lần lượt là 55%, 31% và 4%. Đối với phân khúc cá ngừ chế biến đóng hộp, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 3 nước cung cấp lớn nhất mặt hàng này vào Mỹ, trong đó Việt Nam dẫn đầu, tiếp sau là Thái Lan và Ecuador. Hiện tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp của Việt Nam sang Mỹ cũng đang ở mức tốt, tăng 51% so với cùng kỳ, cao hơn của Thái Lan và Ecuador. Kính thưa quý vị, sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đưa rất nhiều nạn nhân sập bẫy vì tin vào lời mời chào hấp dẫn từ các dự án ma. Trên thực tế, sau vụ việc này, tình hình rao bán đất nền tại các dự án ma vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc cho nhiều địa phương đưa ra lời cảnh báo cho người dân, nhưng các đầu nậu vẫn có những chiêu thức đối phó. Như vụ việc mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm một giám đốc lừa bán dự án ma. Thực hư ra sao, quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận nóng ngay sau đây. Đối tượng bị tạm giam là Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, gọi tắt là công ty Angelina, có trụ sở tại số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này đã dựng lên nhiều dự án ma trên đất công cộng, đất trong khu quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân, rồi quảng cáo không đúng sự thật, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng góp vốn mua đất nền dự án. Tuy nhiên, quá thời điểm quy định trong hợp đồng, các khách hàng không nhận được đất, cũng không được hoàn tiền lẫn bồi thường như cam kết. Lúc này mọi người mới tìm hiểu và tá hỏa khi biết mình đã bị sập bẫy lừa nên làm đơn tố cáo. Ước tính số tiền công ty này lừa đảo khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Xin được tiếp tục chương trình với phần tin về giao thông. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 thiếu niên quê ở các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, 4 nạn nhân đi trên 3 xe máy đã phóng với tốc độ cực nhanh trong khu dân cư dẫn đến va chạm, một màn va chạm như phim. Nhóm phóng viên chương trình đã có mặt ngay tại hiện trường để ghi nhận sự việc này. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 11 trên đường D2 khu dân cư Phú Hồng Khang, Phú Hồng Đạt, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, hai xe máy mang biển kiểm soát 66K89634 do Nguyễn Hữu Cảnh, 16 tuổi, quê Đồng Tháp điều khiển và xe máy mang biển kiểm soát 83B402475 do Đặng Thành Lân, 16 tuổi, quê Sóc Trăng điều khiển chạy song song cùng nhau với tốc độ cực nhanh trên đường D2 trong khu dân cư. Khi đến ngã tư giao nhau với đường N3 thì tông trúng xe máy do Nguyễn Thanh Nguyên, sinh năm 2001, quê Sóc Trăng và Huỳnh Minh Thiện, sinh năm 2000, quê Cần Thơ cũng đang băng qua ngã tư. Cú tông cực mạnh khiến hai xe máy bay lên không trung rồi rơi tự do vào bãi đất trống. 4 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số người dân, trong khu dân cư này thường xuyên xảy ra tình trạng các xe máy nẹt bô, đánh võng phóng nhanh khiến nhiều người khiếp sợ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp tục chương trình là một thông tin nóng liên quan đến tệ nạn ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp, núp bóng các tụ điểm, nhà hàng, khách sạn, quán karaoke. Mới đây thì công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa gần 100 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, bao gồm cả nam và nữ có hành vi sử dụng ma túy thác loạn tại các tụ điểm ăn chơi. Sự việc một lần nữa khiến nhiều người trở nên hoang mang trước sự ăn chơi sa đọa của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Trước đó khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 11, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh gồm quán Bar G9, quán Coco Beer và quán karaoke The Bell nằm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm này, cả 3 quán trên có hàng trăm thanh niên gồm cả nam lẫn nữ đang nhảy múa điên cuồng, trong đó có nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật là chất ma túy, bình bơm khí bóng cười, hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc. Kiểm tra nhanh có 88 thanh niên dương tính với chất ma túy.
Cũng trong đêm, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Minh Tuấn, 24 tuổi, ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các tụ điểm nêu trên. Đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng Cao Xuân Phú, 25 tuổi, ở huyện Prong Năng, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng vừa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán karaoke The Bell. Hiện các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng và chủ các tụ điểm trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, biểu tượng con tàu tại khu du lịch Mũi Cà Mau rất quen thuộc với người dân cả nước. Bất kỳ ai khi đến với vùng đất Mũi Cà Mau không thể nào thiếu một tấm ảnh lưu niệm tại mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, tức là cây số số 0, và biểu tượng con tàu. Thông tin nóng mà chúng tôi vừa nhận được, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã thống nhất di dời biểu tượng con tàu nằm trong khu du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đến một vị trí khác. Tỉnh Cà Mau vừa triển khai xây dựng một số công trình tại khu du lịch Mũi Cà Mau như biểu tượng cột cờ Hà Nội, đền thờ Lạc Long Quân, mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh, v.v. và một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Các công trình này có cốt nền cao, trong khi đó biểu tượng con tàu đã xây dựng lâu, có cốt nền thấp, bị ngập khi triều cường dâng cao. Vì thế, biểu tượng con tàu sẽ di dời đến vị trí mới là khu vực đầu bờ kè chống sạt lở Mũi Cà Mau. Sạt lở vẫn luôn là một trong những vấn đề phải nói là chưa bao giờ hết nóng tại khu vực các tỉnh miền Tây, là một trong những nguyên do khiến cuộc sống bà con không thể ổn định, bởi cứ hết lần này đến lần khác thì nhà cửa, ruộng vườn và cả tính mạng của người dân phải đánh cược với thủy thần. Mặc dù các ngành liên quan và người dân đã có nhiều biện pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch, nhưng công tác phòng chống sạt lở vẫn còn rất nhiều bất cập. Sau đây là ghi nhận nóng của nhóm phóng viên chương trình tại Cà Mau. Mấy năm gần đây, phần đất ven các bờ sông, kênh rạch bị sạt lở rất nhanh, làm mất nhiều diện tích đất của nhà nước và nhân dân. Như quý vị thấy, sóng đánh lở hết đất tạo thành hàm ếp ăn sâu vào đất liền, nguy cơ gây sụp lún một số đoạn lộ giao thông nông thôn. Sạt lở ở đây thì hiện nay thì nói chung là nó cũng nhanh. Mà có một cái là người ta đi xe bớt rồi đó, nhưng mà cái tuyến đường là lưu thông do cái những cái địa phương khác nó chạy ra cái tuyến đường huyện. Cho nên là lúc nào là nó cũng máy xe đồ lớn đó, nó chạy ra mới lỡ hung càng ngày càng nhiều. Cái máy tải đó, chạy trời tôi thấy bữa nước lớn nó tạt sóng lên tới trên mấy bờ kè đó luôn. Đây nè, nó lỡ nè, hở nè, mướn nước mấy lần đó, hẻ mấy lần vậy sạt lỡ tuốt nó luôn. Trời không biết nguyên vì sao nữa. Trước tình hình trên, các ngành chuyên môn kết hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống sạt lở như tuyên truyền, vận động người dân tích cực trồng cây xanh theo các tuyến sông, kênh rạch. Những điểm có nguy cơ sạt lở cao phải tiến hành làm bờ kè tạm để chắn sóng. Đặc biệt, đối với các xã vùng mặn, người dân phải tăng cường trồng các loại cây như nấm, đước và một số loại khác để tạo thành vành đai chắn sóng. Tuy nhiên, do tần suất và mức độ sạt lở nhanh nên nhiều hộ gặp khó khăn. Tại một số tuyến lộ, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cừ tràm cho người dân làm bờ kè tạm. Thì bờ kè này dân dài quá rồi làm nổi dân, về tàu cũng chạy nhiều quá rồi sóng dập vô, múc vô đỡ ra cũng ghê à. Tàu chạy quá xa, trồng mắm vô đồ, vài bữa cũng sụp. Bà con mình đây thì kinh tế cũng khó khăn nên ra làm bờ kè không được. Do đó nhà nước cũng vận động vấn đề mà chống sạt lở mà chúng ta làm bằng đất với mùa trái mắm này chúng ta gãi để trồng mắm. Thì này thấy cũng mấy cái chỗ nó có làm trước thì thấy cũng thành công, có hiệu quả. Nên hiện nay bà con chính quyền nó cho tràm, bà con hiện nay từ đây dài vô trong kia người ta cũng đang xịa để chờ đợi mà nhà nước múc đó. Nói chung công tác phòng chống sạt lở vận động thì bà con cũng thực hiện đó, mà thực hiện chỉ bằng cái cách là xịa cây rồi ém mành, ém cao su để tạm thời giữ một thời gian nào thôi, chứ còn bà con mình mà thực hiện bờ kè bằng bê tông thì không có khả năng. Đa số là không có khả năng, chỉ có một vài hộ trên cái tuyến là có khả năng để thực hiện được. Tất cả mọi biện pháp chỉ là tạm thời, sạt lở vẫn còn đang là một bài toán khó đối với ngành chức năng cũng như bà con. Vì lâu dài, cần phải có biện pháp căn cơ thì công tác phòng chống sạt lở mới đảm bảo hiệu quả. Trong đó, việc trồng cây xanh dọc theo các tuyến sông, kênh rạch đã phát huy hiệu quả và cần được duy trì nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị, Bệnh viện Thẩm mỹ K-Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS là hai cái tên được dư luận xã hội nhắc đến liên tục trong một tháng vừa qua, với 3 người tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó thì từng có nhiều trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ bị biến chứng nặng, từ đây dấy lên làn sóng lo ngại cho những ai có nhu cầu làm đẹp. Khi sự việc vẫn chưa hạ nhiệt thì mới đây, Thẩm mỹ viện Sophie International quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hút mở bụng cho một người đang mang thai ở tuần thứ tư. Sau sự cố này, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động Thẩm mỹ viện Sophie International vì chưa có giấy phép.
Trước đó, ngày 27 tháng 9, thẩm mỹ viện Sophie International tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng cho một nữ bệnh nhân 28 tuổi ngụ tại Hà Nội, rồi đưa chị đến bệnh viện thẩm mỹ MCAS quận 10 thực hiện dịch vụ này với lý do là không đủ phương tiện hiện đại. Tuy nhiên, gần một tháng sau khi hút mỡ bụng, nữ bệnh nhân phát hiện mình đang mang thai ở tuần thứ 8. Như vậy, thời điểm thực hiện ca hút mỡ bụng, chị đang mang thai tuần thứ 4. Thẩm mỹ viện Sophie International vừa bị đình chỉ hoạt động do nhận và tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng dù chưa được cấp phép. Ngoài ra, bác sĩ Đinh Viết Hưng thuộc bệnh viện MCAS, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân không có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ. Thưa quý vị, một sự việc hết sức phẫn nộ vừa xảy ra hôm qua trên vùng biển giáp biên của Việt Nam. Một ngư dân ngụ tại tỉnh Kiên Giang khi đang đánh bắt thì bị tàu lạ bắn hạ khiến nạn nhân tử vong. Hiện ngư dân xấu số này đã được đưa vào đất liền. Ngư dân bị bắn chết là Ngọc Khởi, sinh năm 1996, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Theo lời khai của các thuyền viên, trưa ngày 30 tháng 10, tàu cá KG90785TC do ông Lê Ngọc Hiền làm thuyền trưởng đang đánh bắt ở vùng biển tọa độ 7,15 độ Nam, 108 độ Bắc thì bất ngờ bị một phương tiện lạ tấn công bằng súng. Trong lúc tàu tháo chạy, anh Khởi đã trúng đạn và chết tại chỗ. Lúc này trên tàu có tất cả 14 ngư phủ. Sau khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng đã nhanh chóng thông báo cho đồn biên phòng Xẻo Nhào, bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang và đưa nạn nhân vào đất liền. Hiện công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.